Thách chị một ngày ăn toa la chè. Ok ok. Buổi sáng hôm nay mình dậy sớm ơi là sớm. Nhanh trí order cho mình ngay một suất chè bưởi đậu đỏ. Sơ qua thì bên trên có một lớp cốt dừa này. Ăn cùi bưởi sần sật tích mê. Ngoài ra thì còn có đậu xanh, đậu đỏ và dừa nữa. Mình order về nhà thì cốc chè vẫn còn ấm ấm. Hôm nay thì mình ăn chè không cho đá, tại sợ bị đau họng ý mà. Chè có vị rất là thơm của cốt dừa. Ăn vào miếng cùi dừa cũng rất là bùi này. Chè thì có vị ngọt vừa phải chứ không ngọt gắt. Mình không cho đá mà vẫn vừa khẩu vị mình. Buổi sáng ăn cốc chè rồi chiêu chiêu ngắm đường phố. Tuyệt ơi là tuyệt. Chiều nay xem mình có gì nào. Nghe cái tên chè Thái lạ quá. Thế là mình phải mua về để thẩm ngay xem chè Thái nó có gì nào. Rất là nhiều gốm sợi Thái nhỏ cộng thêm những sợi dừa được nạo nhỏ, thỉnh thoảng cũng có mấy cái miếng to đấy, và cũng có khá là nhiều chân châu trắng nữa. Chè này thì ăn cùng với cả cốt dừa luôn. Mấy cái gốm sợi này ăn sần sật như thạch ấy. Viên chân châu trắng thì to ơi là to, ăn đã cái mồm thực sự. Hai ngày hôm nay là một ngày ngọt ngào vì toàn được ăn những thứ ngọt ngào thôi. Ngọt ngào hơn nữa thì tối nay mình có chè dừa non caramel. Caramel cắn một cái là nó mềm tan, thơm bùi ngọt dã man. Chè dừa nên là có rất nhiều dừa, dừa bào sợi này hay là dừa non, cộng thêm là siêu nhiều chân châu nữa. Cả ba loại chè hôm nay đều ăn với nước cốt dừa mà công nhận nó thơm nó bùi thật. Mời ăn bát chè và đợi thử thách tiếp theo.